Xin kính chào toàn thể các bác. Đến với video đặc biệt ngày hôm nay thì cũng là một cái sự thật chia sẻ với toàn thể các bác nữa, và có một cái điểm đặc biệt như sau. Hôm nay là em ra mắt với toàn thể các bác một cái mẫu hông chắc kèn là mới. Bên em mới copy được của cái loa của anh Sự. Con này thì làm thủ công các bác nhé. Vật liệu để làm cái họng kèn này các bác nhìn đây này. Nó là sợi amiang cộng với keo epoxy thành vật liệu là composite. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Đây là họng kèn nhá. Họng kèn em đặt hàng một chuyên gia chuyên về họng kèn cực kỳ nổi tiếng tại tỉnh Bắc Giang. Các bác có để Facebook người của em thì sẽ thấy. Đây là cái họng kèn chắc là cái này là đang sơn xong kiểu hết sơn hay sao, nó không được mịn lắm. Thế cái kèn này ấy, các bác hình dung này, cái kèn này cực kỳ quan trọng với dải trung âm, dải tép. Góc mở, góc phóng của nó chỉ có 30 độ, tổng cộng là 30 độ trái phải hoặc 30 độ trên dưới thôi. Nhưng nó búp được cái tiếng và nhiều cái loa khác nó không thể làm được. Nó búp được những cái dải trung âm tầm 3 ký nên rất tốt mà nó không bị hụt, và đặc biệt là dải siêu tép nó không bị hụt. Cực kỳ quan trọng nhá. Thì hôm nay cũng nói luôn với các bác này, que là thứ nhất, với thứ hai nữa là so sánh chất âm giữa hai cái loại họng kèn bên em đang có sẵn đây. Một bên là họng bằng vật liệu composite. Đấy. Một bên là họng nhựa tái chế. Đây là cái họng nhựa tái chế này. Đấy. Đấy các bác nhá, họng nhựa tái chế này. Nhựa này dưới là nhựa chết, còn trên là nhựa dẻo. Giữa hai cái vật liệu nhựa này thì nó sẽ không thể nào cho ra một cái chất âm hay tuyệt đối được, nhưng nói chung là cũng khá là ok. Và ngoài đây nữa thì em có thêm vài cái họng kèn nữa này. Như hai cái mẫu họng kèn này thì cái kèn này thì em đang dùng này, còn cái kèn kia kìa thì là không vào việc. Nói chung tiếng được nhưng mà không vào việc bởi vì nhựa nó giòn. Nếu như bán cho các bác về, các bác vận chuyển giam bữa nửa tháng nó gãy cái họng kèn, em không chịu trách nhiệm được. Không thể chịu được trách nhiệm. Đấy, bao nhiêu kèn cho đủ. Cứ một tuần lại gửi một đôi họng kèn, một tuần lại gửi đôi họng kèn, không chịu trách nhiệm được. Đấy, chính vì vậy là hôm nay em phải làm video này. Nói luôn các bác là khoe là thứ nhất về cái họng kèn mẫu ho mới này. Cái này là làm hơi vội tí nên là nhiều cái điểm mà. Ví dụ như là các cái móp mép này, nó không được tỉ mỉ lắm. Nói chung là cũng khá là ok thôi. Để em vào cái dự án sắp tới của em sắp ra mắt. Thì con này là tiếng nó rất là hay. Nó chuyên về phóng xa và nó phóng còn hơn cả Nairai. Một tiếng còn hay hơn cả Nairai, thực tế hay hơn Nairai. Họng kèn này hay hơn Nairai rất nhiều. Trong nhà em có họng kèn Nairai, em sẽ không nhắc đến và không bê ra. Em đang dùng một củ kèn đây. Củ này là củ Trung Quốc mới nhá. BNC DA82. Sử dụng một tụ cản là 400V 3.3. Và với một số họng kèn đây thì em đo lấy mẫu cho các bác. Giải thích như này cho các bác nhé. Cái họng kèn ý, mà cái vật liệu nhựa cái kèn nó rẻ tiền ý, thì các bác nghe ban đầu nó có vẻ thấy hay, nhưng khi các bác mà nghe sang các họng kèn nó loại nó kiểu xịn như thế này hoặc là như thế này, các bác sẽ cảm nhận nó tiếng nó khác rất là nhiều. Nhưng mà số một cái họng kèn nếu như nhựa tái chế mà họ có thể gọi là làm tốt, hoặc là một số trường hợp hợp với củ loa thì tiếng nó cũng hay, chứ không kém gì những cái họng kèn xịn này, mà thậm chí còn hay hơn các họng xịn cơ. Thậm chí hay hơn họng xịn. Họng xịn thì ở đây em không có. Củ loa thì em không có củ xịn để em thử. Nếu mà có củ xịn ý, thì nó sẽ cho các bác biết là cái loại nào nó hơn, loại nào nó kém, các bác sẽ biết ngay. Đấy. Ok, thì bây giờ đầu tiên em sẽ so sánh hai mẫu kèn này. Đầu tiên là cái kèn nhựa tái chế nhá. Đấy. Cái này thì có khi là bây giờ phải vặn lại cái ốc này đã. Đấy, bây giờ em nhờ đây mà ông bạn ông vặn hộ hai con ốc này chặt vào cái đấy. Đấy. Thì bây giờ em đang sử dụng công cụ đo ở đây là phần mềm Smart V7, một chiếc đẩy B3 Noban 2.4, một chiếc sao cạc Sirio Fisonus 2/6 USB và một số đồ đạc các bác nhìn vừa vừa đây. Mic RTA đặt đây. Đây là mic RTA này. Đấy. Nó chĩa thẳng xuống với miệng củ loa kèn kia. Đấy. Thì bây giờ em sẽ phát tinh noi lên để các bác xem là chưa có củ loa như thế nào nhé. Đây là chưa có họng kèn. Để thông số của chưa có họng kèn. Các bạn nhìn ánh sáng nó hơi đuối tí.
Ok, đây là củ noa và chưa có họng kèn các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ để cái họng kèn của cái con hỏa tiễn này vào, sau đó lại quay lại đây các bác cùng xem này, có họng kèn hỏa tiễn nhá. Ok nha, check này, rồi đúng không, chụp ảnh lại ghi là HT. Đấy. Ok, em sẽ mở max smooth là 1/6, rồi tiếp tục là 1/12. Thì các bác nhận thấy là các giải âm lượng đây nó cộng trừ khá là ổn định đúng không ạ. À, con này thì thông số cộng trừ 3, nếu mà để như này thì hơi khó để biết. Còn nếu mà max smooth 1/6 thì nói chung là khá là ổn. Về cái họng kèn này các bác nhá, về cái họng kèn này thì nó sẽ được cộng thêm vào 4 hoặc 5 dB so với âm lượng gốc. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy mẫu đỉnh điểm đây, khoảng tầm này đi, là cộng 4.83 dB. Em sẽ bỏ họng kèn ra, đo mấy gốc. À 4.88. Mà so với gốc đây là đang trừ 2. Đấy, thì tức là như này chúng ta sẽ hình dung là nó vào cộng trừ 6 dB so với âm lượng gốc, cộng 6 dB so với âm lượng gốc. Tức là cái họng kèn nắp vào phát nó cộng được 6 dB rồi. Ok, đây là họng nhựa rẻ tiền, chúng ta đã xong rồi nhá, bỏ sang một bên này. Đây là sang cái họng kèn vật liệu là composite. Em sẽ tiếp tục này. Đấy, các bác sẽ nhìn cái thông số đáp tuyến này, các bác sẽ thấy này, nó hơn nhau và kém nhau cái điểm gì. Đấy. Đây là cái họng kèn hỏa tiễn xịn này, HT1. Ok, thì đây là cái họng kèn hỏa tiễn cao cấp xịn này, nó chỉ hơn nhau tí thôi. Nếu mà để này phân tích thì các bác nhìn nó sẽ rõ hơn này, nó sẽ được cái giải trung âm tần số thấp, nó sẽ tốt hơn, dày hơn, nó sẽ nhỉnh hơn một tí. Đến cái đoạn này nó nhú lên này, 3.60 này, nó bị nhú lên, nó không bị hụt như cái con kia. Và càng về cao thì nó sẽ hơi giảm một tí, hơi giảm một tí. Đây, như này nó sẽ đi lệch 3 dB với đỉnh mũ này. Như này thì nó sẽ lệch cũng khoảng tầm 3 dB với đỉnh mũ này. À. Các bác nhá, các bác nhìn là thấy, nhìn là thấy, đúng không ạ? Đây 1/12, 1/6 này. Đây các bác nhìn thấy chưa? Nó sẽ lệch này. Nó có lệch chứ không phải nó không lệch. Có lệch. Đây. Có lệch luôn chứ không phải nó không lệch. Ok, như vậy là xong hai mẫu họng kèn rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái họng kèn tiếp theo, là họng kèn của dòng 725. Đây là cái họng kèn 725. Thì các bác nhìn này, nó 3 vía, lên trên xuống dưới, lên trên xuống, lên trên xuống dưới. Các bác nhìn thấy điểm nâu nhô không? Đây là cái kèn rẻ tiền, các bác nhìn thấy không? Càng mở to càng nhìn kinh. Khi để mở nhỏ thì nó còn đỡ, càng mở to càng kinh. 1/12 này nhìn cũng kinh không? Đấy. Ok. Như vậy là các bác biết về cái họng kèn 725 đúng không? Nhưng nếu mà cái họng kèn 725 này gặp đúng cái củ noa xịn thì cái đoạn từ tầm này này, tầm 12 kg này, nó sẽ được đá văng ngược lên. Đấy là khớp với củ noa xịn và củ xịn thật đấy nhá, chứ không phải là củ ối ôi như này đâu. Củ này thì em không đánh giá cao. Ok, xong cái 725. Bây giờ sẽ chuyển sang cái họng kèn cuối cùng với phân khúc rẻ tiền. Không biết sáng nay ăn gì mà nghe nó mất giọng thế cơ chứ. Đây là cái họng kèn rẻ tiền mà em không muốn bán. Ok, thì đây em đã chụp ảnh xong rồi. Thì đây là họng kèn của cái dòng Martin. Thì các bác nhìn này,
nó khá là đều đáp tuyến. Nhưng cái đoạn từ 4 ký này đến 8 ký nó được búp ngược lên, và cái đoạn từ 8 ký đến 14 và 16 ký bắt đầu nó hơi hơi trùng trùng xuống tí, đúng không ạ? Em sẽ phân tích sang là 1/6. Bây giờ mở sang 1/12 để các bác nhìn này, thấy không? Đây, nó lên đỉnh mũ này, 14.13, 14.13 cộng 10, chênh lệch rất là nhiều, được ạ? Đây là họng kèn rẻ tiền nhá, nên là bên em làm thường thường là sẽ khớp theo củ noa. Các bác có củ noa này em sẽ khớp theo củ noa thế. Ok. Và bây giờ thì em sẽ so sánh một cái họng kèn như này với một cái họng kèn đặc biệt. Đó chính là cái mẫu này. Đây là cái họng kèn dòng cho cái chuyên dùng cho cái dòng coi sụp, tức là siêu hỏa tiễn phóng xa. Thì con này nó sẽ được búp lên rất nhiều, búp lên rất nhiều. Các bác đang nhìn thấy đây nhá, về cái phần giải trung âm từ 1 ký đến đoạn 1 ký 2 này, nó cũng tương tự như loại kia thôi, nhưng từ đoạn 1 ký rưỡi trở nên bắt đầu nó được căng tăng ngược lên. Em chụp ảnh lại đã. PS lưu tên là PS là viết tắt cho poi suộc. Đấy. Các bác nhìn này, cái giải từ tầm 2 ký này đến 3 ký chênh lệch một tí, từ 3 ký đến 4 ký lại lệch một tí, từ 4 ký đến 8 ký lệch vừa vừa, không lệch nhiều, và từ 8 ký đến khoảng tầm 10 ký khá là ổn, từ 10 ký xuống dốc, nhưng nó vẫn giữ được cái mũ và điểm cuối cùng là 20 kHz. Một cái điểm đặc biệt, và tất cả cái dòng loa vừa nãy, kể cả cái dòng hỏa tiễn nhá, đây này, hỏa tiễn này, nó không làm được. Đây em sẽ mở sang cái dòng hỏa tiễn này. Cái giải siêu cao ấy, đến 20 ký thì đây nó là -3, nhưng cái giải siêu cao 20 ký của cái cục kèn này thì nó là 0.12, tức là nó không bị suy hao nhiều. Các bác việc chỉ làm duy nhất đó chính là như nào, can thiệp trên phân tần. Đây là sử dụng có đúng một con linh kiện, một con tụ nha, một con tụ và một cụ loa, không có gì cả, để nó gọi là cắt bớt các tần số thấp, tránh tần số thấp lọt vào đến cụ loa, có thể gây hại cho cụ loa trong một số trường hợp. Và cái tần số mong muốn, tần số đáp tuyến như này thì các bác so nhé, bây giờ em lại so như này, so với tần số mẫu. Bây giờ con này nó đang cộng 10 đúng không? 7.15 cộng 10. Ok. Em sẽ ẩn cái này đi. Ẩn cái này đi. Đó mà thôi. Giữ nguyên này, xong bây giờ chụp ảnh rồi mà. Em sẽ bỏ cái họng kèn này ra. Đấy, bỏ họng kèn này ra. Để cho các bác biết là cái họng kèn nó cực kỳ quan trọng với một số điểm, một số nhiệm vụ của nó. Ví dụ lấy mẫu đây là, em lấy mẫu đây là 5.2 kHz. Con này là đang cộng 9.13 nhé, 5.2 kHz cộng 9.13. Và đây là không có họng kèn. Không có họng kèn thì là nó sẽ về trừ 2.71. Tức là 9.13 với 2.71 nó đâu đó nó khoảng -12 dB. Mà các bác hình dung -12 dB nó lớn như nào, chúng ta sẽ tính theo công suất như này. Tăng gấp đôi công suất là cộng được 3 dB. Gấp đôi công suất cộng 3 dB, cứ thế nhân lên. Ví dụ cộng được 3 dB là 1W. Muốn lên được 6 dB thì là phải 2W. Mà muốn lên được 9 là lên 6 dB rồi nhá, cộng thêm 3 dB nữa, phải gấp tương nghĩ công suất nữa, tức là cộng thêm 2W nữa thì thành tổng cộng nó 4W. Mà muốn lên được 12 dB này thì nó phải gần như là gấp 4 lần cái số vừa nãy các bác. Đấy. Nhân đôi công suất cộng 3 dB mà cộng -12 dB này, nó đâu đó là khoảng gấp 4 đến 6 lần công suất. Một số trường hợp 4 đến 6 lần công suất thôi nhé. Nên là các bác sử dụng cái này nó rất là quan trọng. Đấy. Giải trung âm, đây là không có họng kèn thì nó như thế này. Không có họng kèn thì nó chỉ
tạm tạm này thôi, nhưng mà khi có họng kèn vào nó lại thành khác hoàn toàn. Đây là khi có họng kèn này, các bác nhìn này, khi có họng kèn nó khác hoàn toàn. Mà họng kèn lại hợp với củ noa nữa thì nó ra được cái chất của nó như thế này. Thì video đeo chia sẻ nhanh này nhé. Còn các bác nào có thắc mắc cái họng kèn này bên em bán bao tiền, chưa chắc em đã bán, bởi vì hàng em vào dự án đặc biệt của em. Mới thứ hai nữa, nếu mà có bán thì giá chẳng có rẻ đâu, 1,8 triệu một đôi cơ. Nếu mà các bác nào có thật sự là thích cái họng kèn này thì ở gần không nghe được đâu. Đây là đo lấy mẫu khoảng tầm 1 mét thôi thì nó như này. Còn khi các bác đi xa nó mới ra được cái chất của họng kèn này. Còn các cái kèn này này, các kèn ở đây em đang có đây này, gần như nó đi đến tầm 12 mét bắt đầu là nghe tiếng nó có hơi hụt rồi. Nhưng mà con này phải đi tận gần 30 mét bắt đầu nó mới gọi là có hơi hụt. Đấy, hơi hụt, tức nó bị suy hao gần một nửa. Còn có những cái loại kèn thì nó chỉ đi được có 10 mét thôi, xong bắt đầu nó hụt kinh khủng luôn. Ngoài ra phát là hụt 6 decibel luôn, kinh lắm. Một số họng kèn nó không hợp, hay là không đúng cái quy định của hãng cái, nó bắt đầu nó bị hụt. Còn đây thì giới thiệu nhanh nhá, giới thiệu nhanh các bác như này. Một số mẫu họng kèn bên em đang có nó như thế này. Củ noa đang dùng củ này. Còn nếu như có củ noa xịn thì các bác không bao giờ mua được như thế này đâu. Không có chuyện này mà mua đâu. Em có củ xịn thì em dùng chứ em không bán. Bán làm cái gì? Bán thì phải đi theo một bộ là cả họng kèn, cả củ noa xịn thì mới có công. Ok, video bốc phét đến đây là kết thúc nhé. Giới thiệu nhanh các bác về một số họng kèn, nó sẽ khớp với củ noa nào và cái chất lượng của họng kèn với củ noa nó chênh lệch nhiều thế nào. Và những cái họng làm thủ công này thì nó không rẻ đâu, nó đắt lắm. 1,8 triệu một đôi cơ. Nếu các bác nào muốn đấy thì 1,8 triệu một đôi, tức là tính qua vào 900.000 trên một cái họng kèn này. Các bác có thể mua nguyên vật liệu về làm thì chỉ với giá là tầm 500.000 tiền vật liệu, nhưng cái công để mà làm và làm được cái thông số mong muốn như thế này không đơn giản, không đơn giản đâu. Đây là hàng vội, anh em làm vội nên là nó vẫn có nhiều cái nốt như này thì nói thẳng là không bán. Còn những cái hàng mà em lắp vào hàng của em làm bán thì nó phải trau chuốt tỉ mỉ kỹ càng, đẹp cả hình thức, đẹp cả chất âm. Đấy. Còn đây các bác nhìn này, họng kèn này nó còn nặng hơn cái họng kèn xịn tháo ở trong con loa ra. Các bác nhìn cái bích này, rất là dày. Đấy. Làm bằng cái sợi thủy tinh nó khác hoàn toàn. Các bác biết rồi, keo epoxy với sợi thủy tinh này cứ tính theo cân nên ôi ôi, tầm 500.000 một cân là chuyện bình thường. Đấy. Còn đây là cái họng kèn bằng nhựa tái chế này, nhựa này theo kiểu là nhựa chết, đập là nó sẽ vỡ. Đấy. Còn đây nó cũng là kiểu một dạng nhựa, kiểu nhựa tái chế nữa, nhưng nó làm tỉ mỉ hơn tí nữa. Cũng có họng kèn như này nhưng mà nó bằng cái vật liệu nhựa rẻ tiền, chả lắm. Đây là cái nhựa vừa tái chế vừa là nhựa chết này. Đấy. Còn đây là bằng cái vật liệu composite, nó tương tự như cái này. Với những cái này thì bên em khuyên thẳng là nếu mà các bác có đang có những cái củ họng kèn bằng vật liệu composite như này, nếu mà đúng xịn ấy, hệ tiếng nó rất là hay. Còn các bác nghe nó không được ưng ý lắm, các bác về các bác dùng cái loại sơn chuyên dụng của ô tô ấy, sơn nó càng bóng, tiếng nó càng đanh và tiếng tép của nó nên nó rất là tốt luôn, nên cực kỳ tốt luôn. Để chia sẻ thật các bác nhé. Còn mấy cái loại kèn như cái kèn này các bác sơn vào làm cái gì, nó phí tiền sơn ra, nó không hơn được gì đâu. Đấy, kèn này nó không hơn được đâu. Thật ra cái này nó hơn với cái này này, nó chỉ hơn đúng một điểm là cái mặt trước này bằng nhựa dẻo, còn phần mặt sau thì lại bằng nhựa chết. Đấy. Trước nhựa dẻo, sau nhựa chết, chán đời. Thì đây là chia sẻ vui thôi nhé. Còn các bác nào có thắc mắc gì thì cứ alo cho em. Em nhiều cái em biết nhưng em sẽ không chia sẻ đâu, không chia sẻ công khai đâu. Đấy. Có cái nào thấy nó bức xúc quá thì mới chia sẻ đâu, còn không thì thôi. Thế như một đôi kèn này các bác chỉ cần một củ kèn như thế này vào một cái họng kèn này, nó kêu hơn ai dành nhiều. Thứ nhất về cái chênh lệch âm lượng nó đã hơn rất là nhiều. Củ này là 105-106 decibel mà vào cái này nó được cộng lên 12 decibel, tức là vào cộng 10 decibel thôi nhá, đã kêu khiếp rồi.
Cũ kia là 106 cộng 10 là thế là vào 116. Còn cộng thêm cái này 2 cỡ cái này cộng 12 nữa thế là vào 118 decibel sensitivity. Độ nhạy. Một củ kèn và một cái họng kèn lên được 118 decibel, còn nếu các bác nắp củ neo thì nó cũng chỉ lên được 119 decibel hết cỡ. Còn với một số củ họng kèn chuyên dụng của hãng, củ xịn, thì một số củ kèn nó sẽ là 110 decibel củ kèn nhá, cộng với họng kèn này thế là tổng cộng là 122 decibel. Nó có kênh chênh lệch có chênh lệch 3 decibel tại một số điểm đáp tuyến, nhưng cái đó không quan trọng. Nó đã lên được 120 decibel rồi, 1W nhé, 1W thì nó kêu kinh khủng. Có ba khi đánh công suất chương trình nó có thể lên đến 150 decibel, chuyện bình thường. Chỉ một củ kèn và một họng kèn nó có thể lên được 150 decibel, đấy là chuyện bình thường. Đây là chia sẻ vui thôi nhé. Cái họng kèn cực kỳ quan trọng, các cái dòng loa phóng xa kèn cực kỳ quan trọng. Ok, video đến đây kết thúc nhé. Các bác nào cần gì alo cho em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác clip lần sau.